Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình thời sự ngày hôm nay có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Khối thi đua ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Phong trào thi đua yêu nước tạo động lực thúc đẩy cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ khai mạc giải Pickleball khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh mở rộng lần thứ nhất năm 2024. Dự và tham gia thi đấu có đồng chí Giàng Báo Mỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Diễn ra trong 2 ngày, 13 và 14 tháng 7 tại sân thi đấu nhà công vụ tỉnh. Đây là lần đầu tiên tổ chức thi đấu pickleball trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên giải lần này đã thu hút 46 vận động viên về thi đấu. Việc tổ chức giải Pickleball, khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đồng thời, thông qua giải lần này sẽ tạo tiền đề để phát triển mở rộng môn Pickleball trong đông đảo cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận thi đấu sôi nổi hấp dẫn với nhiều pha bóng hay dưới sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Than Uyên về tình hình sản xuất nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, quản lý tài nguyên và môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2023, triển khai phương án năm 2024, rà soát phương án, đề xuất bố trí dân cư theo quyết định số 590 ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp. Đoàn công tác đi thực tế và được nghe huyện báo cáo về thực hiện nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, đảm bảo khung lịch thời vụ, công tác phòng chống đói rét dịch bệnh và phòng chống nắng nóng khô hạn cho cây trồng vật nuôi kịp thời và hiệu quả. Sản xuất nông lâm nghiệp ổn định. Một số các chỉ tiêu giao năm 2024 của huyện đều đạt cao, như tổng sản lượng lương thực có hạt 6 tháng đầu năm đạt hơn 17.624 tấn, tăng 263,4 tấn so với cùng kỳ năm trước. Công tác rà soát các điểm sắp xếp ổn định dân cư theo quyết định số 590 của Thủ tướng Chính phủ được huyện quan tâm triển khai thực hiện và đạt kết quả tốt. Đến nay, huyện đã sắp xếp bố trí ổn định dân cư xen ghép vùng đặc biệt khó khăn tại xã Tà Mung cho 35 hộ gia đình ra khỏi vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai với kinh phí thực hiện năm 2024 là 1.559.000.000 đồng, đã giải ngân 100% kế hoạch vốn. Các đề án nghị quyết hỗ trợ phát triển nông nghiệp của tỉnh cũng được huyện triển khai thực hiện đảm bảo các chính sách được đi vào cuộc sống, tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa cho tổ chức và doanh nghiệp người dân. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên, đại diện phòng cơ quan chuyên môn của huyện Than Uyên kiến nghị một số nội dung về cơ chế chính sách liên quan đến định mức hỗ trợ gạo để thực hiện tiểu dự án 1, dự án 3, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét bố trí kinh phí đầu tư xây dựng nâng cấp trung tâm y tế huyện Than Uyên đạt tiêu chuẩn đơn vị y tế cơ sở hạng 2, đầu tư hệ thống hạ tầng đường sản xuất kết hợp đường lâm sinh tuần tra và bảo vệ rừng tại xã Mường Mít và Pha Mu, đầu tư đài truyền thanh và hệ thống loa đến các bản ở một số xã trên địa bàn huyện. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị trên cơ sở quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, huyện Than Uyên cần chủ động nghiên cứu tích hợp những nhiệm vụ đã được xác định trong quy hoạch tỉnh để xác định nhiệm vụ cụ thể chi tiết triển khai thực hiện, xác định những sản phẩm nông nghiệp chủ lực như chè, lúa, cá, dược liệu để quy hoạch vùng nông nghiệp công nghệ cao và có hướng phát triển bền vững, trong đó tập trung nâng cao chất lượng nguyên liệu, đặc biệt là vùng nguyên liệu chè.
đề nghị huyện rà soát lại các khu bị ảnh hưởng, có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đầu tư xem xét nâng cấp lại hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi tại các khu tái định cư, quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là tại các khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực tái định cư. Ngày 13 tháng 7 tại tỉnh Lai Châu, khối thi đua Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo và chuyên viên Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, gồm Lạng Sơn, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng. 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoạt động của khối thi đua đã từng bước đổi mới cả về nội dung, hình thức, phương thức hoạt động, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao. Thông qua kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng của khối, các đơn vị thành viên trong khối đã cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tiễn của đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt gần 23.000 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt 1.270 triệu USD, nhập khẩu đạt trên 22.000 triệu USD, các loại hình khác đạt 190 triệu USD, tổng thu ngân sách nhà nước từ hoạt động cửa khẩu đạt gần 6.000 tỷ đồng. Về công tác cải cách hành chính, các ban quản lý đã tiếp nhận và giải quyết 167 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó giải quyết trước hạn và đúng hạn 128 hồ sơ, 23 hồ sơ xin rút, đang giải quyết 13 hồ sơ trong hạn, 3 hồ sơ quá hạn. Các hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đảm bảo đúng quy trình. Trên cơ sở các kết quả đạt được, đại biểu trong khối đã thảo luận thống nhất các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, như tiếp tục tổ chức quán triệt tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân các tỉnh phát động, tăng cường tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng thực sự tâm huyết, có phẩm chất đạo đức, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội được giao và các tiêu chí đã đăng ký thi đua năm 2024, hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm Ủy ban Nhân dân các tỉnh giao. Cũng tại hội nghị, đại biểu đã bàn thống nhất sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của khối thi đua Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác thi đua khen thưởng. Người khẳng định thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Khắc ghi lời dạy của Bác, giai đoạn 2019-2024, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thực hiện sâu rộng, toàn diện, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước. Phong trào đã tạo động lực thúc đẩy cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Những ngày hướng tới đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh, trên thao trường huấn luyện của nhiều đơn vị địa phương, không quản ngại trời mưa hay nắng gắt, hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân vẫn say sưa với các bài huấn luyện. Là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, đổi mới nội dung, điều chỉnh phương án luyện tập để không bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Kế hoạch huấn luyện ngay từ đầu là chúng tôi phải xác định là gì, từ nghị quyết và các nghị quyết chuyên đề hàng năm, và tổ chức là sau khi có nghị quyết xong thì tổ chức hướng dẫn triển khai để thực hiện từ trên xuống dưới một cách nghiêm túc và triệt để. Chung lại thì được nâng lên thì trong cái phương pháp huấn luyện thì cũng phải duy trì và đổi mới về phương pháp nội dung huấn luyện, hay là tổ chức ngay từ đầu về công tác chuẩn bị thì bảo đảm ngay từ đầu, từ chuẩn bị từ khâu về tổ chức xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn đối với cán bộ chiến sĩ ở các cấp thì đạt được cái kết quả. Chính như vậy qua các năm thì kiểm tra thì kết quả 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 83% đạt khá giỏi. Trên cơ sở nghị quyết của cấp ủy và chỉ tiêu trong phong trào thi đua quyết thắng, từng đơn vị đã cụ thể hóa thành chương trình hành động gắn thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, cao điểm. Các nội dung chỉ tiêu thi đua tập trung vào việc duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ. Thường xuyên bổ sung, điều chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch, các phương án chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Chủ động phối hợp với các lực lượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trên cương vị trợ lý tác chiến thì đã
tham mưu cho chỉ huy ban hành đầy đủ các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu và các kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, các kế hoạch cháy rừng thì cũng thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho đảng ủy chỉ huy đơn vị ban hành đầy đủ các quyết định cũng như các kế hoạch nội dung để tham mưu cho ban chỉ đạo khu vực phòng thủ huyện diễn tập hai cuộc diễn tập của huyện và 18 cuộc diễn tập chiến đấu cấp xã. Cấp ủy chỉ huy các cấp cũng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ chiến sĩ, coi đây là tiêu chí quan trọng hàng đầu trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng. Trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nhiều phong trào thi đua được hưởng ứng sôi nổi như huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao. Luyện giỏi, rèn nghiêm, kỷ cương hiệu quả, tạo động lực, thúc đẩy, nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng. 5 năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh có 157 lượt tập thể và hơn 1.400 lượt cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua. Gần 560 lượt tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng. Phong trào thi đua quyết thắng đã tạo động lực mạnh mẽ cổ vũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng, công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, khu phòng thủ thì được giữ vững và tăng cường, lực lượng vũ trang tỉnh được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao, góp phần cùng với địa phương hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Với khí thế mới, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của địa phương, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, gần đây đã ghi nhận một trường hợp tử vong do bạch hầu ở tỉnh Nghệ An, hai trường hợp mắc bạch hầu tại tỉnh Bắc Giang do tiếp xúc gần với ca bệnh tại tỉnh Nghệ An và đã có hơn 100 trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp tử vong với các ca bệnh bạch hầu. Mặc dù tỉnh ta chưa ghi nhận ca bệnh nghi ngờ, tuy nhiên trước những nguy cơ bệnh bạch hầu có thể xâm nhập lây lan, ngành y tế tỉnh Lai Châu đã chủ động các giải pháp phòng chống dịch hữu hiệu. Để hiểu rõ hơn nữa về nguyên nhân, triệu chứng và phương pháp điều trị bệnh bạch hầu cũng như là giải pháp phòng chống dịch bệnh này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu đã có cuộc phỏng vấn với bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Mạnh Hùng, phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Thưa đồng chí, thì hiện nay bệnh bạch hầu đang xuất hiện một số địa phương trên địa bàn toàn quốc. Vậy thì đồng chí hãy cho biết là cái nguyên nhân, triệu chứng cũng như là các cái giải pháp để xử lý khi mà có ca bệnh mắc bệnh bạch hầu này. Bệnh bạch hầu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính. Bệnh này có giả mạc ở cái tuyến hạnh nhân, ở hầu họng, thanh quản, mũi. Bệnh xuất hiện ở dưới da, ở các cái màng niêm mạc khác như là kết mạc và bộ phận sinh dục. Đây là một bệnh vừa là nhiễm trùng, vừa là nhiễm độc, và các cái tổn thương nghiêm trọng của bệnh chủ yếu là ngoại độc tố của vi khuẩn. Chính vì vậy mà cái nguyên nhân gây ra chính của bệnh bạch hầu này là do vi khuẩn Corylebacterium, họ thuộc của Corynebacteria, là nguyên nhân gây ra bệnh bạch hầu. Và bệnh bạch hầu này thường có 3 típ. Cái típ thứ nhất là cái garis, típ thứ hai là cái mitis và intermedin. Triệu chứng của cái bệnh bạch hầu này chủ yếu là có một số các triệu chứng điển hình như sau. Thứ nhất là biểu hiện là viêm mũi, họng, thanh quản, họng thì đỏ, nốt đau và bệnh nhân có sốt, da thì xanh, nổi hạch ở dưới hàm và sưng đỏ ở vùng cổ. Thường có biểu hiện là khàn tiếng và khó thở thanh quản. Khi chúng ta khám thì có cái giả mạc nhất ở vùng amidan và thành sau họng, với đặc biệt là có cái giả mạc màu trắng hoặc là màu xám bóng dai dính. Khi mà chúng ta bóc ra thì dễ bị chảy máu, nhất ở cái vùng niêm mạc xung quanh giả mạc khi bị sung huyết. Đối với tất cả các bệnh nhân mà bị viêm họng có giả mạc nghi ngờ phải được vào viện để cách ly điều trị đường hô hấp nghiêm ngặt. Đối với các cái kết quả mà chúng ta xét nghiệm
mà âm tính ít nhất là mỗi một bệnh nhân phải được xét nghiệm ít nhất 2 lần. Thì những người tiếp xúc thân thiết với người bệnh nhân, người bị bệnh và người nhà bệnh nhân thì phải được xét nghiệm theo dõi trong vòng 7 ngày. Và những người tiếp xúc đã được gây miễn dịch trước đây thì chúng ta nên tiêm nhắc lại với một liều giải độc độc tố bạch cầu. Chúng ta phải khử khuẩn môi trường bằng cái thứ nhất là chúng ta phun clorotoluene B. Rồi đối với môi trường là chúng ta vệ sinh làng bản sạch sẽ. Rồi đối với trường học thì chúng ta để nhà thông thoáng ở những vùng mà có dịch và vùng nơi lân cận thì chúng ta sẽ xử lý cái ổ dịch cũ, và nơi có cái tỷ lệ tiêm chủng thấp về bệnh thì chúng ta sẽ dùng các biện pháp tiêm vaccine để chống lây lan trong cộng đồng. Về tăng cường công tác điều tra giám sát phát hiện các cái ca bệnh và các cái trường hợp tiếp xúc phải để chúng ta xử lý kịp thời. Còn về cái công tác điều trị bệnh nhân thì đối với công tác điều trị, thứ nhất là chúng ta chống ngoại độc tố của bạch cầu và tùy theo cái tình trạng của bệnh nhân mà chúng ta có cái chỉ định. Về công tác nhiễm khuẩn thì chúng ta dùng tiêm penicillin D liều 25.000 đến 50.000 đơn vị trong 1 g cân nặng và trên 1 ngày. Đối với trẻ em thì chúng ta dùng 1,2 triệu liều trong 1 đơn vị. Đối với người lớn thì chúng ta chia làm 2 lần trên 1 ngày. Thì đây là công tác điều trị đối với những trường hợp mà bị chúng ta nghi và nhiễm đối với bệnh bạch hầu. Vâng, xin đồng chí cho biết thì từ những cái nguyên nhân triệu chứng như vậy thì để mà phòng chống được tốt hiệu quả hơn các cái dịch bệnh bạch hầu này thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cũng đã tham mưu cho Sở Y tế cũng như tỉnh có những cái biện pháp chủ động như nào? Hiện nay trong cái việc tiêm vaccine là một cái biện pháp phòng chống có hiệu quả và an toàn nhất đối với người dân. Chúng ta cần đưa trẻ em đến các cái điểm tiêm để tiêm vaccine có các cái thành phần bạch hầu để phòng chống bạch hầu theo cái lịch tiêm chủng theo cái thông tư số 10 năm 2004 của Bộ Y tế đã ban hành ngày 13 tháng 6 năm 2004. Cụ thể đối với các cái trường hợp tiêm là chúng ta tiêm 4 lần. Cái thứ nhất là đối với tiêm mũi 1 là vào 2 tuổi và tiêm mũi 2 là cách 1 tháng so với mũi 1, tiêm mũi 3 là cách 1 tháng so với mũi 1, tiêm mũi 3 phụ tư vận và tiêm mũi 4 là sau 18 tháng thì chúng ta tiêm nhắc lại. Để như vậy nếu mà một trẻ tiêm đầy đủ là được tiêm 4 mũi theo quy định của Bộ Y tế. Và trong cái sinh hoạt hàng ngày của người dân thì chúng ta cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, rồi che đậy và dùng khẩu trang. Khi mà bệnh nhân có ho hắt hơi thì chúng ta giữ gìn vệ sinh thân thể mũi họng hàng ngày và hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc là nghi ngờ mắc bệnh, đảm bảo nhà cửa, nhà trẻ, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng. Khi có điều kiện thì chúng ta đảm bảo khi mà nghi ngờ mắc bệnh thì chúng ta cần đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời. Còn đối với chính quyền địa phương các cấp thì cần phải chỉ đạo Sở Y tế triển khai thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng trên địa bàn, rồi đầu tư kinh phí tổ chức triển khai các cái hoạt động truyền thông giám sát để phòng chống dịch bệnh kịp thời hiệu quả. Khi mà có dịch xảy ra thì cái chỉ đạo các cái ban ngành đoàn thể cùng với ngành y tế tích cực tham gia các cái hoạt động về phòng chống dịch bệnh và tổ chức cái nhiệm vụ được giao. Hiện nay huyện Nậm Nhùn có hơn 73% diện tích lúa mùa được gieo cấy trên tổng diện tích gieo cấy theo kế hoạch là gần 1.200 ha. Trong đó diện tích cấy 627 ha, diện tích gieo xạ hơn 230 ha. Cá biệt tại một số xã như Nậm Hàng, Nậm Manh, Mường Mô, Hua Bum đã hoàn thành 100% diện tích gieo cấy lúa mùa. Cùng với tích cực triển khai đảm bảo sản xuất vụ mùa đúng khung thời vụ, các xã thị trấn đã vận động người dân chủ động phòng chống các loại sâu bệnh. Khi phát hiện sâu bệnh, phải báo cáo lên chính quyền địa phương để có biện pháp khoanh vùng và xử lý. Đồng thời tổ chức nạo vét, phát dọn kênh mương, tu sửa các công trình thủy lợi, cũng như quản lý chặt chẽ nguồn nước ở các công trình thủy lợi, đảm bảo không để thất thoát nước và sử dụng nước tưới tiết kiệm, hiệu quả.
Thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh đã đăng ký đảm nhận và thực hiện 3 công trình thanh niên cấp tỉnh, 16 công trình thanh niên cấp huyện và trên 1.300 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở, với tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng. Để phong trào thanh niên tình nguyện được lan tỏa rộng khắp, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã vận động trên 188.000 lượt cán bộ đoàn viên thanh niên tham gia, duy trì 35 đội hình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, 121 cổng trường an toàn giao thông, 155 đội thanh niên tình nguyện ứng trực, tổ tự quản về an toàn giao thông, vận động hơn 1.400 hội viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, thu về trên 2.000 đơn vị máu. Các hoạt động thiện nguyện thăm hỏi trao quà tặng cho các gia đình có công, gia đình chính sách, các em học sinh, bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ Tết được duy trì với tổng trị giá các phần quà trên 5,8 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Mường Tè đẩy mạnh thực hiện công tác vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thu hồi 45 súng kíp tự chế, tuyên truyền vận động 25 buổi với 1.030 lượt người tham gia, tổ chức ký cam kết 550 cá nhân, hộ gia đình không tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ. Thời gian tới, Công an huyện Mường Tè tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, sử dụng phiếu tố giác thông qua các cuộc họp bản và thông qua các phương tiện đại chúng, phối hợp với các lực lượng nắm bắt tình hình liên quan tới vũ khí, vật liệu nổ. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm sử dụng các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Thời gian qua, công tác quản lý hàng hóa, giá cả thị trường, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi gian lận thương mại đã được đội quản lý thị trường số 2 Cục Quản lý thị trường tỉnh triển khai thực hiện tốt, qua đó góp phần bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, đặc biệt do đây đang là thời điểm mưa lũ. Với mục tiêu không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu hụt hàng hóa, đội yêu cầu các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Lai Châu và huyện Tam Đường chủ động tổ chức dự trữ lương thực thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu, ký cam kết về giá cả, đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa, phục vụ nhu cầu của nhân dân, nhất là ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đi lại khó khăn, thường xuyên bị chia cắt khi có thiên tai xảy ra. Theo ghi nhận trên địa bàn thành phố Lai Châu và huyện Tam Đường, hàng hóa phục vụ nhân dân trong mùa mưa lũ năm nay đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, giá cả vẫn ổn định. Tập trung nhiều ở các mặt hàng như gạo, mì tôm, nước mắm, mì chính, bạt tre, phân bón. Để phục vụ một cách tốt nhất thị hiếu của người dân, các đơn vị kinh doanh hàng hóa, chủ cửa hàng tạp hóa đã chủ động nguồn hàng, luôn cố gắng lựa chọn hàng hóa có giá cả hợp lý với túi tiền của người mua, luôn cam kết về giá cả, chất lượng cũng như xuất xứ hàng hóa. Mình phải đảm bảo chất lượng và giá cả phải đúng như niêm yết ở trên quầy. Rồi mình phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóa thì phải kê đúng chỗ, đúng gọi là nó vào từng khu một, ví dụ thực phẩm với lại hàng hóa mỹ phẩm sẽ không cùng với nhau, thì khu nào sẽ vào khu đấy. Trên địa bàn thành phố Lai Châu và huyện Tam Đường có rất nhiều cửa hàng siêu thị. Thời gian qua, đội quản lý thị trường số 2 đã tăng cường công tác tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Thông qua công tác kiểm tra, đội đã tuyên truyền phổ biến đến 160 lượt cơ sở kinh doanh trên địa bàn, đăng nhiều tin bài về công tác kiểm tra kiểm soát thị trường lên website của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu. Nhờ đó, các đơn vị kinh doanh luôn cam kết về giá cả hàng hóa, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như xuất xứ nguồn gốc. Trong tất cả các hàng hóa trong siêu thị thì đều là hàng đóng gói bao bì sẵn và nhập của các nhà phân phối tại địa phương. Ngoài ra thì hàng tuần, hàng tháng thì các nhân viên ở trong siêu thị đã đều kiểm tra đến hạn đát của các loại sản phẩm để đảm bảo được cái hạn sử dụng cho tất cả các sản phẩm để đúng quy định. Ngoài ra thì bên siêu thị thì có tổ chức là cho các đồng chí ở các bộ phận là được tập huấn về kiến thức an toàn thực phẩm. Sau đó thì cũng các đoàn kiểm tra liên ngành, các đoàn kiểm tra về bên an toàn thực phẩm cũng đến kiểm tra. Giá cả hàng hóa thì vẫn được nhà nước đang hỗ trợ ở mức hỗ trợ thuế, miễn giảm thuế đấy, nên là cái giá cả thì em thấy là nó không có cái gì thay đổi cả. Vâng, kể cả là trước hay là sau cái chủ trương tăng lương của nhà nước thì giá cả vẫn bình ổn như thế. Thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường trong thời điểm mùa mưa lũ của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng, bình ổn thị trường, đội quản lý thị trường số 2 đã và đang tăng cường các đợt kiểm tra kiểm soát thị trường trên địa bàn toàn huyện Tam Đường và thành phố Lai Châu, phát hiện, ngăn ngừa có hiệu quả và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật.
đặc biệt chú trọng các mặt hàng thiết yếu được tiêu dùng nhiều trong mùa mưa lũ. Đội triển khai tuyên truyền tích cực về các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, vận động doanh nghiệp người tiêu dùng không tiếp tay cho buôn lậu sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đội quản lý thị trường số 2 thì ngay từ đầu mùa mưa thì đã chủ động phối hợp với cả chính quyền địa phương, chủ động tuyên truyền các tổ chức cá nhân kinh doanh trên địa bàn tập trung cái nguồn lực để giữ trữ những cái mặt hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, rồi thì những mặt hàng xăng dầu và vật liệu xây dựng, thì để làm sao là đáp ứng được những cái địa bàn mà bị mưa lũ chia cắt thì tập trung được cái nguồn lực hàng hóa để đáp ứng phục vụ được cái nhu cầu của nhân dân, để đảm bảo không để cho cái hiện tượng là gián đoạn hàng hóa và không để cho cái tình trạng đầu cơ găm hàng, trục lợi trong thời gian mùa mưa lũ diễn ra. Với sự chỉ đạo của Cục Quản lý Thị trường tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành chức năng, đến thời điểm này thị trường hàng hóa trên địa bàn thành phố Lai Châu và huyện Tam Đường cơ bản ổn định, hàng hóa luôn được các doanh nghiệp, tiểu thương dự trữ đầy đủ để phục vụ một cách tốt nhất nhu cầu mua sắm của nhân dân, chưa có tình trạng bán hàng giả kém chất lượng và tăng giá đột biến. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.